Xin chào cả nhà, ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của năm 2020 và tối ngày hôm nay thì gia đình Haruko có một cái bữa tiệc giao thừa để chào đón một năm mới, năm 2021 tại nhà một người bạn. Và khi mở cửa vào thì Haruko đã thấy hình ảnh này rất là rộn ràng chuẩn bị trong bữa tiệc giao thừa. Và bây giờ Haruko mời quý vị theo chân Haruko vào bên trong để xem là người Mỹ người ta đã đón giao thừa như thế nào nhé. Rồi mời quý vị tiếp tục xem video và chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tất cả mọi người trong chúng ta đều đạt được những ước nguyện mà chúng ta đã đặt ra. Wow, rất là nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi ở đây. Đó, có những thứ đó rất là xinh. Đây, New Year đây. Có ông xã mình thì có chuẩn bị như thế này. Ồ, ông xã mình có mua những cái cài đầu như vậy. Cả nhà có thấy là Happy New Year. Năm mới năm. Happy New Year! She wants the meat now. Avec la viande. La viande. She wants the meat. Et puis, la viande. Saucisson. De saucisson. La saucisse. De saucisse. Oui, deux fois, s'il vous plaît. Combien? Tu veux un tiers de saucisson? Un tiers de saucisson. It's a good one. Yes. Yes. Wow. Avec la sauce de non pas celle-là. Non, de tamale sauce. Tamale. That's good. Merci. That's good. Four. He gave me four. Merci. Okay. Okay. C'est trop là. Too much. Okay, stop. Arrête! Ouf, merci! That was it. À la votre santé! It was right, it's the whole time of the song. And it just ended right when you're in it. Salute! Ah, salute! You will drink? Yes! Hey, drink, 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 you can't go without a little bit of balls. Cheers. Thank you. Balls is good for you. Love you. Yeah, yes. Later with the balls of fire and rum. Happy and New Year. Happy New Year. Balls on fire goes nowhere. Finally, 2020 is over. Yeah, that shit. That shit. I was like, oh. That's my ear. Don't go. Yeah. Down the hatch. Those could be sneakers. That was a good one. Yesterday.
Yesterday, now's the time for us to say.